Guardiola, các cầu thủ Man City là siêu nhân. Huấn luyện viên Pep Guardiola ca ngợi sự bền bỉ của các học trò nhưng phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc, sau khi Man City thắng 1 không trên sân Bournemouth ở vòng 26 ngoại hạng Anh. Tôi ngưỡng mộ các cầu thủ, họ là những siêu nhân, Guardiola nói sau trận thắng trên sân Vitality tối ngày 24 tháng 2. Man City phải đá 3 ngày một trận, Bournemouth có 7 ngày để chuẩn bị cho trận đấu và chúng tôi luôn có ít hơn. Vì vậy, Việc nhiều người nói các câu lạc bộ chơi trong điều kiện giống nhau ở ngoại hạng Anh là không chính xác. Chúng tôi không có sự bình đẳng như nhau, phải đá nhiều trận hơn các đội còn lại và làm khách của Bân Mớt rất khó khăn. Nên nhớ rằng họ từng thắng 3, không tại Old Trafford. Chiến thắng trước Bân Mớt là trận thứ 6 của Man City trong tháng 2. Từ đầu mùa, họ đá 36, còn Bân Mớt mới đá 31 trận trên mọi đấu trường. Nhà đương kim vô địch sẽ khép lại tháng 2 bận rộn bằng chuyến làm khách trước Luton Town ở vòng 5 cấp FA ngày 27 tháng 2. Guardiola ca ngợi thể lực và sự bền bỉ của các cầu thủ, đồng thời phàn nàn việc Man City phải đối mặt với lịch thi đấu đầy đặc và cần giảm tài. Về vấn đề này, tôi biết nhiều người đáp trả rằng các cầu thủ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng thực sự lịch thi đấu như vậy là quá nhiều, ông nói. Chúng tôi phải tiếp tục và các cầu thủ có tính cách đáng kinh ngạc, rất cạnh tranh ngay cả khi mệt mỏi. Man City giành cú ăn ba và chịu kỳ vọng phải thắng mọi trận đấu với tỷ số 4, 0, 5, 0. Nhưng điều đó là không thực tế. Trên sân Vitality hôm qua, Guardiola xoay tua khi xếp cái Walker, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và Julian Alvarez dự bị. Nhà đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành 3 điểm nhờ bàn duy nhất của Phil Foden. Phút 24, Erling Haaland dứt điểm chân trái từ góc hẹp khiến thủ môn Neto không thể bắt dính tạo điều kiện để Foden đá bồi tung lưới tiền vệ người Anh ghi bàn thứ năm khi đối đầu với Bournemouth và cũng là bàn thứ năm trong tháng này Foden cũng đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp với 16 bàn trên mọi đấu trường gồm 9 tại Ngoại hạng Anh, 4 ở Champions League, 1 ở FIFA Club World Cup và 2 ở Cup FA hãy quên những bàn thắng đi tất nhiên là chúng quan trọng nhưng bạn có biết Foden thi đấu thế nào không? Guardiola bày tỏ cách cậu ấy kiểm soát bóng và tăng tốc từ cậu bé, Foden đã thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Foden có thể chơi ở mọi vị trí, đặc biệt ở trung tâm và đang đạt phong độ rất tốt. Chiến thắng trước Bournemouth giúp Ederson lập kỷ lục giữ sạch lưới trong màu áo Man City tại ngoại hạng Anh. Thủ thành Brazil có 110 trận giữ sạch lưới qua 242 trận, vượt kỷ lục cũ 109 trận sạch lưới qua 266 trận của Joe Hart. Ederson hiện xếp thứ 15 về số trận giữ sạch lưới trong lịch sử ngoại hạng Anh trong đó vị trí dẫn đầu thuộc về PETR Check với 202. Man City nâng mạch bất bại tại ngoại hạng Anh lên 11 trận và tiếp tục cuộc đua ta mã. Qua 26 vòng, Liverpool, Man City và Arsenal cùng có 18 trận thắng và chỉ tranh nhau về số trận hòa. Man City xếp thứ hai với 59 điểm, kém Liverpool 1 điểm và hơn Arsenal 1 điểm.